Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Hoàng Dung lại giới thiệu những dòng sản phẩm mới về tại bên xe máy Hoàng Kiên nha mọi người nhé. Đây là một chiếc xe lít mọi người ạ. Đây là xe lít bản đen sần. Ông quay cho con xin một vòng. Em ơi, chìa khóa xe đâu? À đây rồi, ok. Một chiếc xe lít bản đen sần nha anh em nhé. Anh em nào đang đời 20, con này là đời 2019 ạ. Xe mới mua về tại cửa hàng xong, Dung hay like những xe mới về nha anh em nhé. Còn những xe về xong là dọn Dung chưa kịp like thì Dung sẽ like dần dần từ con một cho anh em. Đấy, một chiếc bản đời 2019, con này các bạn có lẽ đăng ký 2020, chạy hơn 7.000 cây. Đây, quay một vòng, xe xuất sắc luôn mọi người. Những dòng xe này bên em cam kết về chất lượng cho anh em nhé. Biển số này là 29B202248. Những dòng xe này là bên em cam kết về chất lượng cho anh em. Đó, thực ra những dòng xe này bây giờ nó xuống giá rồi, thế nên ra là nó không cao cao như ngày trước. Nhưng trước những con xe này toàn phải là hơn 40 triệu đấy ạ. Đấy, con này hiện tại bên em đang bán ra với giá là 37 triệu nhé mọi người nhé. Vừa mới mua về 37 triệu em bao dọn cho anh em luôn ạ. À, thực ra những cái dòng xe này cũng không có gì phải dọn nhiều đâu. Dọn thì là bọn em sẽ đây pha kính đẹp rồi, chỉ có dọn rửa qua rồi oánh xi cho nó đẹp, ngon lành cảnh đá. Vì những cái dòng này cam kết với anh em mà không có lỗi nên là không cần phải dọn nhiều ạ. Đó, 37 triệu với chiếc lít đời 2019 bản đen sần nha anh em nhá. Cái bản black band đen sần này thường thường nó là rất đắt nhất đấy. Đó. 29P. Đây một chiếc da nớt bảy mâm cỗ. Đó đi, vào con này đi. Một chiếc da nớt nha anh em nhá. Màu con này đẹp phết nhỉ anh em nhá. Đấy, một chiếc da nớt đời 2022. Ông quay con vòng đi, bản chìa nhá mọi người, chạy hơn 6.000 km. Đấy, những cái dòng xe mới về tại cửa hàng Dung sẽ quay cho anh em. Anh em nào hợp xe, hợp túi tiền thì anh em cân đối và lưu tâm giúp mình nhá. Con này biển số 29D263313 được. Biển toàn lộc mới tài mới nhất thôi. Đấy, quay qua một vòng. Ok, đi đi em. Màu này là nó là màu màu như kiểu màu lông chuột đấy anh em ạ. Hơi hơi xanh xanh tí màu lông chuột. Đấy, con này đăng ký 2022 chạy hơn 6.000 cây nhá. Con này bên mình đang bán ra với giá 25.500. Đấy, mới lắm anh em ạ, hơn 6.000 cây đây. Quay gần cho anh em nhìn. Thực ra những cái bản này, những cái xe nó toàn lướt lát thế này, bên mình cam kết với anh em luôn. Đấy, cam kết về chất lượng cho anh em luôn nha mọi người nhá. Những cái dòng xe 2022 và 2021, 2022 bên mình cam kết về chất lượng cho anh em. Kể cả những cái dòng xe đời thấp, bên mình đã chất lọc rất là kỹ càng cho anh em rồi. Nên anh em chỉ việc mua, anh em nhìn này, đồ này. Đấy, mới lắm ơi, hơn 6.000 cây thì không có gì phải lăn tăn đâu ạ. 25.500 với chiếc da nớt đời 2022 nhá mọi người nhá. Đây, đồ này em nhìn này, sợ mới tinh này. Mới tinh luôn. Đấy. Đấy, con này đã dọn ngon lành rồi nha, rửa giấy đẹp đẽ rồi. Đấy, bên mình đã test rất là kỹ càng. Khi đầu vào bên mình test rồi này, về bọn mình rửa giấy dọn dẹp xong, qua bọn mình lại test lại, có nhân viên trực tiếp test lại nữa anh em nhé. Đây, một chiếc Way Alpha 100. Way Alpha 100 nha anh em nhé. Ông quay cháu một vòng đi. Đấy, Way Alpha 100 đời 2016 nhá, bô vòi đời 2016. Đấy, những dòng xe này thì bây giờ nó không còn nhiều. Và nó cũng cao nhưng nó không rẻ đâu anh em ạ. Con này biển Hòa Bình, biển 28E115491. Con này mất có mỗi tí là cái mai ơ nó hơi vàng vàng tí này mọi người. Đi các bạn ấy đi phanh già phanh nhiều nên ra là hơi vàng vàng một tí thôi. Còn là xe đều, xe sơn zin, máy zin nhá mọi người nhá. Máy zin luôn. Đấy. Chất lượng con này chạy vạn 9. Đây. Đấy, con này bên mình đang bán ra với giá là 15.500.000 nhá anh em nhá. Bao dọn hết rồi, dọn là lên mâm cỗ hết rồi, ngon lành cành đào rồi. Đấy. Đời 2016 nhá anh em nhá, bô vòi đời 2016. Way 100 nhá anh em nhá, cái dòng này là Way 100 đấy ạ. Way 100 màu trắng bô vòi. Thực ra những cái dòng này là cũng dành cho nhiều cho anh em thích cái dòng đời này, nó là Way 100 thì anh em thích. Đấy, còn những cái dòng 110 thì mình không nói nhá mọi người nhá. 15.500.000 với chiếc đời này, anh em nào chốt xe này inbox trực tiếp cho bên mình. Một chiếc xe lít đời 2011 anh em ạ. Một chiếc xe lít đời 2011 vành gồ chân chống điện màu vàng be. Còn pha kính đẹp lắm, xe vẫn đang nổ. Ông quay chỉnh vào, ông quay cháu vòng. Biển 29C105644, ông quay cháu vòng đi. Máy ngon nhá anh em nhá. Vành gồ chân chống điện đời 2011. Đấy, anh em nào thích đi những cái dòng xe lít đời 100 thì inbox trực tiếp cho em con này nhá. Con này bên em đang bán ra với giá là 14.200.000. Đó, bản vành gồ chân chống điện này được cái máy ngon lắm anh em ạ. Đây. Máy phê luôn. Đấy.
đồ đạc các thứ rất là ok nhá, ngon lành cảnh đào luôn. Cốp to dành cho các chị em đi máy tính, máy tiếc, quần áo rồi là váy vóc. Đấy, phụ kiện đầy đủ hết. 14.200.000 nhá anh em nhá, đời 2011, vành gồ chân chống điện, anh em nhìn pha kính đẹp không? Đấy, anh em nhìn pha kính đẹp không? Xe này đã dọn ngon lành cho cành đào cho anh em rồi nhá, tại vì những cái dòng xe này về thì đời cũ thì không tránh khỏi cái sức sát đâu mọi người. Đây bên mình đã dọn hết rồi cho mình rồi. Anh em chỉ việc mua về và đi thôi, không cần phải làm gì nữa đâu, thêm đâu ạ. 14.200.000 nhá anh em nhá. Đây lại một chiếc xe quay, con này thực ra nó là quay cá. Quay cá, con này đã lên màu lên sơn nhá mọi người nhá. Lên vỏ nhựa. Không biết nó là màu gì thì Dung chưa xem đăng ký nó là màu gì. Nhưng mà nó hiện tại là nó đang là con này nó đời 2006 thôi. Lên vỏ nha mọi người nhá, được cái máy ngon, giá hợp tình hợp lý cho anh em thôi. Xe này dành cho anh em đi ăn đi làm. Đấy, vừa khung tiền dưới chục triệu, anh em lưu tâm cho mình con này nhá, đời con này 2006-07 thôi. Đấy, nó bình thường ngày trước nó là đời quay cá đấy ạ, điển 89H8-4412, quay tróng vòng. Máy ngon lắm. Được cái máy ngon, cũng làm hết rồi anh em nhá, làm cho nó đẹp ấy ạ. Đây là sơn su làm cho nó đẹp này. Đấy. Đấy, sơn màu nhiếc các thứ là làm cho nó đẹp rồi. Con này Dung bán 8.800.000 nhá. Đấy, dành cho anh em trên live, dành cho anh em đang xem livestream của bên xe máy Hoàng Kiên, 8.800.000 được cái máy rất là ngon nha anh em nhá. Vào nhựa, đây vào bộ nhựa mới này, được cái pha kính đều này, đều đẹp. Thực ra đồ đạc ngon lành cành đào, anh dòng Honda nó lành lắm mọi người. Dòng Honda nó rất là lành nên anh em mua những dòng Honda này yên tâm cực kỳ luôn. Có 8.800.000 thôi anh em nhá. Đây hôm qua con mặt sau. Xe đi ăn đi làm, chở hàng, chở hiếc các thứ đều ok. Thì con này nó đời 2006-07 nhá mọi người nhá. Nó là quay cá đời cũ đấy, nó quay cá đời cũ nên anh em mà muốn mua những chiếc xe đấy thì inbox trực tiếp cho bên mình, giá hợp tình hợp lý. Đây, anh em nào thích chiếc GS mặt nạ chồng này, thực ra cái con này nó là một thời. Cái dòng này nó là một thời của nó, chỉ ra có một đợt thôi nhá mọi người nhá. GS mặt nạ chồng nó chỉ có ra một đợt thôi. Đấy. Con này đời 2006-07. Ông quay 61 vòng. Mặt nạ chồng nhá anh em nhá. Anh em nào thích cái dòng, mới tóm lại là những cái dòng xe này nó dưới chục triệu thì anh em cân đối giúp mình. Đó là GS mặt nạ chồng. Đấy. Xe về nhà mình cũng được đã được các anh em thợ thuyền đã rửa ráy dọn dẹp rồi. Biển 29V369693. Đấy, ông quay cháu một vòng cho kỹ cả. GS mặt nạ chồng cái đời này là đời tem to nhá mọi người nhá. Đấy. 2006 đến 2009. Hết xăng rồi em ạ. Cái máy ngon lắm. Con này bên mình đang bán ra với giá là 9.200.000 nha anh em nhé. Bản được cái máy ngon lắm anh ạ. Đây anh ạ. Nhiều anh em rất thích mua những cái dòng này đi chở hàng. Nóng quá. Rất là thích mua những cái dòng này đi chở hàng. Đây ông quay qua một vòng này. Đấy, được cái đồ đà nó cũng đều. Đây. Ốc ác nó cũng đều theo xe này. Đây mọi người. 2006-07 nó còn giữ được chiếc xe như này là cũng ok rồi anh em ạ. Đấy. Ra máy cũng đều này. Tâm nan thì thay rồi, đời không tránh được đâu. Được cái là Honda nó rất là lành. 9.200.000 nha anh em nhé, mặt nạ chồng. Đấy, anh em nào muốn mua những chiếc xe từ dưới chục triệu thì lưu tâm cho em con này là cũng ok đấy nhé mọi người nhé. Đấy, rất là hợp tình hợp lý, dưới chục triệu mà. Máy ngon. Đấy. Ok nha anh em nhé, anh em đây là một chiếc Jupiter. Jupiter con này là đời 2014. Đấy, anh em nào muốn mua những chiếc Jupiter này, lưu tâm cho em con này, đời này. Jupiter đi Yamaha đi rất là bốc nha anh em nhé. Đấy là 2014. Quay cho ông quay cháu một vòng đi. GP Jupiter GP nhé mọi người nhá. Những cái dòng Jupiter này thì thường thường dành cho anh em thanh niên. Vâng. Ui giời. Dành cho những anh em thanh niên là hay thích đi Jupiter. Hoặc là các anh em trung tuổi cũng thích đi những cái dòng này vì nó đậm người nhá mọi người nhá. Con này biển Hải Phòng này. 15B271606. Đây ông quay cháu một vòng đi. Con này bên mình đang bán ra với giá là 14.500.000 nha anh em nhé. Đời 2014. Đấy, được cái đồ đàn rất là ok. Cốc thụt hai, cốc thụt dầu này. Đó, một vòng. Ra máy đều đẹp. Đấy, máy đang nổ nha anh em nhé. Chạy công tơ chạy vạn. Hơn vạn rồi anh em ạ. Con này hơn vạn rồi. GP nha anh em nhé. Jupiter. Jupiter đấy. Đấy, bánh đúc. Dòng mắt này rất là đẹp nha anh em này. Mặt rất là đẹp.
Ok nha anh em nhé, 14.500.000 với chiếc Jupiter đời 2014. Anh em nào muốn chốt xe này thì inbox trực tiếp cho bên mình nhé mọi người nhé. Ok, đấy, 14.500.000. Đây, một chiếc Dream. Con này Dream này là hiện tại là mình mới mua về tại cửa hàng nha anh em nhé. Mới mua về xong, biển 99 Bắc Ninh. Quay qua một vòng, biển con này đời đăng ký năm 2013. Đấy, máy siêu căng luôn đấy. Thực ra là những chiếc xe này ngày trước rất là cao tiền nha anh em nhé. Bây giờ là mua giá rất là hợp tình hợp lý cho anh em. Đấy, tầm trên dưới 30 thôi. Anh em lưu tâm cho mình con này đời 2013, được cái đồ đàn rất là ngon này. Anh em nhìn đồ này. Đấy. Mới mua về tại cửa hàng nha anh em nhé. Đây, một vòng nữa con. Máy zin. Quay cho cháu máy zin. Đấy. Da máy đều này, da máy đẹp này. Đấy, ra máy này. Đấy, quay cả này. Đấy. Xe vẫn đang nổ. Biển 99G121044 nha mọi người nhé. Con này Dung Bang đang bán ra với giá là 32 triệu. 32 triệu nha anh em nhé. Đấy, 32 triệu với chiếc Dream 2013. Xe đẹp luôn đấy. Con này xe đẹp luôn, máy căng lắm. Đấy, máy rất là căng. Đấy. Đây, máy rất là căng luôn. Đấy, ông quay cái da máy bên này. Sơn zin, máy zin. Đấy, da máy được đồ. Căng lắm anh em ạ. Dưới tầm, anh em mà khung tầm trên dưới 30, lưu tâm cho em con này nhá. Con này rất là hợp tình hợp lý đấy. Tại vì nó lúc trước một cái giá này là bên em mua cũng rất là cao. Nhưng mà bây giờ thì giá tầm, bây giờ nó cũng chung nó xuống rồi. Nên là theo giá cả thị trường, nên là bên em cũng cân đối rất giá tốt nhất có thể cho anh em. Con này bên em đang bán ra với giá là 32 triệu nhá anh em nhá. Đấy, anh em nào chốt xe này thì inbox trực tiếp cho bên em. Một chiếc Spring đời 2015 nha anh em nhé. Đây, cái này Spring đèn vuông này, 2015. Anh em nào muốn mua những chiếc xe này về cho vợ cho con, hoặc là anh em mua về chơi Tết thanh niên đi ok nhé mọi người nhé. Đấy, Spring, đấy, đèn vuông rất là hợp tình hợp lý, rất là đẹp luôn á. Trông rất là đẹp luôn. Đây, đấy, ông nhìn mặt đẹp nhỉ, mặt đẹp. Đấy, con gái đi cái này rất là sang chảnh nhé mọi người nhé. Con gái con trai đi đều là trông kiểu là sang, dáng sang ấy. À, đời 2015 nha anh em nhé, màu trắng đời 2015. Em quay con cái mặt trên, máy ngon lắm. Đấy, một vòng đồ đàn rất là đẹp này. Đấy, là bản được cái nó là bản đèn vuông. Đấy, một vòng cho con này. Đấy. Đây, máy zin nha anh em nhé. À, máy zin luôn này. Đấy, zin luôn. 2015, Spring 2015 đèn vuông. Con này bên em đang bán ra với giá là 26 triệu, biển 98 Bắc Giang, biển 98B2262 54 nhá mọi người nhá. Đời 2015. Đấy, những cái dòng xe này nếu mà là biển Hà Nội nó tầm khoảng trên 30 triệu cơ. Đấy, biển tỉnh thì nó giá nó hợp tình hợp lý hơn. Ở đời 2015 được cái là con này nó cũng đồ nó cũng đẹp, máy chất. Đấy, anh em chiêm ngưỡng lại xong là nếu mà ok mua cho vợ cho con, inbox trực tiếp cho bên mình nhá. Hồ sơ bên em rút thoải mái mọi người nhá. Hồ sơ bên em rút, anh em rút thì báo em, bọn em rút hộ. Nhưng mà mọi người phải mất phí đấy ạ. Đây là một chiếc Jupiter RC màu đen. Ông quay cháu một vòng, quay cho. Yamaha là thường là những dòng Yamaha là màu Z nó hay bị lạnh ấy. Phải ga mồi lên một tí thì mới được. Con này hết xăng đúng không? Hết xăng. Cho tí ấy. Con này biển 36 nha anh em nhé, 36B397182. Về chất lượng bên mình vẫn cam kết về chất lượng cho anh em nhé. Hiện tại là xe đang hết xăng, con này đăng ký đời 2014. Bên mình đang bán ra với giá là 10.300.000. Đấy, 10.300.000 với chiếc Jupiter RC màu đen đời 2014. Anh em nào chốt xe này inbox trực tiếp cho bên em nhá. Em ơi, lần sau cho những con này nhiều xăng một tí để nổ. Lấy đâu ra nhiều thì em phải nổ cho chị, để chị còn nổ chứ. Đây là một chiếc Janus đời 2022. Đợt này anh em bán 2022 nhiều quá. Con này khác, con này hai con giống nhau anh em ạ. Hai con màu giống nhau. Ông quay cháu một vòng đi. 2022 nhá anh em nhá, con này chạy hơn 7.000 cây, 7.200 cây. Đấy, một chiếc Janus biển số 29S6.
94646, con này 4646, biển 94646. Đấy. Con này là màu xanh xanh anh em nhé, xanh bộ đội ạ. Màu xanh bộ đội. Chạy hơn 7.000 cây, cũng là đăng ký 2022, em quay cháu một vòng bên này đi. Về chất lượng bên em cam kết về chất lượng nhá, hiện tại là có cái tay sách, hình như là anh em đi sơn tay sách, nó sượt sượt tí tay sách thì bên mình có đi sơn chút tay sách nha anh em nhé. Con này bên em đang bán ra với giá là 23.500.000 nha anh em nhé. 23.500.000, đăng ký 2022, chạy hơn 7.000 km. Đấy, anh em nào muốn chốt những chiếc xe này về cho vợ, cho con gái đi học, nó không không vừa tiền, tay sách đầy đủ nha anh em nhé. Hiện tại là tay sách có đầy đủ hết. Chắc là khả năng là các bạn đang tháo ra dọn. Đấy, 2022 nha anh em nhé, chạy hơn 7.000 cây. Con này bên mình đang bán ra với giá là 23.500.000 thôi. Đấy, anh em nào chốt xe này đi múc trực tiếp cho bên em nha. Một chiếc xe Future 1 đời sinh nhan vàng đời 99, 29K6424. Ông quay cháu một vòng đi. Future 1 nha anh em nhé. Con này là Future 1, dành cho anh em đi ăn đi làm cũng được, và cho các bác anh em bộ đội cũng ok. Giá rất là hợp tình hợp lý cho anh em. Đấy. Xe vừa vừa không tiền nha mọi người nhá. Được cái máy rất là ngon này. Đấy, anh em nghe thấy máy không? Máy rất là ngon nhá. Đời 99 anh em ạ, sinh năn vàng là đời 99 này. Đấy, được cái dọn ngon lành cành đào rồi. Con này bên mình đang bán ra với giá là 11.600.000. Em báo trên live trực tiếp luôn mọi người nhá. Anh em mong anh em nếu mà có mua thì cọc giúp em, hoặc là trực tiếp đến xem thì báo luôn giúp em, không em không bớt nữa đâu ạ. 11.600.000 với chiếc Future 1. Đấy, thực ra là những cái con xe bình thường ấy, Dung mua về là Dung live trực tiếp luôn. Thì ví dụ nó có giá nó chỉ tranh nhau tầm vài trăm nghìn thôi, vì là vài trăm nghìn vẫn dọn lên nhá mọi người nhá, dọn đẹp cho mình rồi. Đấy, 11.600.000 nhá anh em nhá. Máy ngon lắm, đây này anh em nghe máy này. Đấy, rất là ngon. Đây ông quay cho cháu cái mặt bên này. Đồ đạt được đều đều xe, 599 đến giờ mà khung khung như này là ok. Đấy, bên mình đã test rồi nha anh em nhá. Đấy, test rất là kỹ càng rồi. Đấy, anh em là chốt thì book trực tiếp cho bên mình nhá. Đây. Một chiếc xe LX. Một chiếc LXIE, được cái con này biển được đời 2011. Xe hợp tình hợp lý cho anh em, tầm tầm trên chục tí thôi. Trên chục tí nhá, màu trắng anh em ạ. Đây quay cháu một vòng đi. LXIE. Con này cũng mới mua về tại cửa hàng nhá anh em nhá. Nếu mà anh em mà có mua về là phải sơn tiểm tí này. Đấy. Cái này thì anh em về sẽ tẩy rửa đây dạ sẽ ok. Đấy, con này biển này, biển 29G101686. Đấy, biển đẹp chưa? Đang có cái ốp biển nó kêu. Tí nữa bên mình sẽ xử lý cho mọi người nhá. 2011 anh em nhá. LXIE đời 2011 màu trắng. Con này bên mình đang bán ra với giá là 12.000.000. Con này chắc là nếu mà dọn thêm chắc vài trăm nghìn anh em ạ. Sơn tiểm tí. 12.000.000 nha anh em nhé, đời 2011 đấy. Nó là LXIE. Đây ông quay cho con cái củ máy. Đấy, củ máy khô gioang luôn. Đây. Đầu bò nó biết khô gioang lên, đồ đạn rất là ok nha anh em nhé. Đấy. 12.000.000 với chiếc LXIE. Anh em nào chốt xe này đi inbox trực tiếp nhá, đời 2011. Thực ra những dòng xe này nó vừa vừa không không tiền cho anh em. Máy ngon lắm, máy zin đấy ạ. Có mà thêm dọn thì cũng thêm một tí nữa thôi. Đây, một chiếc WS 110 đời 2010 nhé mọi người nhé. Một chiếc WS, giá hợp tình hợp lý cho anh em thôi. Quay cháu một vòng, dành cho anh em đi ăn đi làm. Đấy, hết rồi đúng không em? Dành cho anh em đi ăn đi làm nhá. Một chiếc WS đời 2010 màu xanh tím. Xe này cũng mới mua về, chưa dọn dẹp gì đâu đấy, gì đâu anh em nhá. Con này mới mua xong đấy ạ, cũng chưa rửa ráy dọn dẹp gì đâu. Con này Dung bán ra với giá là 8.500.000. Nếu mà anh em có muốn mua làm đẹp thêm thì phải tân trang một tí thêm sức xước này. Xe cũ không tránh khỏi nha anh em nhé. Không tránh khỏi đâu. Đấy. Được cái máy cũng được. Xe đi ăn đi làm thì nó cũng không không vừa vừa tiền thôi, tầm dưới chục thì được cái xe Honda cũng là ok ok rồi anh em ạ. Đó. 8.500.000 nha anh em nhé, đời 2010. Anh chị em nào chốt xe này thì inbox trực tiếp cho bên mình. Máy bên mình vẫn cứ bảo hành cho anh em đầy đủ nhá mọi người nhá.
vẫn cứ bảo hành cho anh em đầy đủ. Riêng mua về bên xe máy Hoàng Kiên thì biết chất lượng. Thì anh em cứ yên tâm một điều là bên chất lượng bên mình đã cam kết đầu vào là rất là kỹ càng rồi. Thì anh Hoàng Kiên anh là người trực tiếp test đầu vào. Nên anh em mua xe bên Hoàng Kiên hãy yên tâm về xe máy Hoàng Kiên nhé mọi người nhá. Đó, rất là nhiều những cái dòng xe hiện tại về đến bên mình. Đấy, anh em nào muốn mua những chiếc xe đẹp hãy inbox trực tiếp cho bên mình. Bên mình làm đến tận 30 Tết cơ. Anh em cứ kiếm tiền đúng không ạ? Ok, kiểm tra những chiếc xe nào hợp với mình, cứ chuyển khoản tinh tinh là ok. Ok, xin gửi lời chào tất cả mọi người nhá. Bye bye mọi người.